Vâng, và thực tế hiện nay thì vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các chung cư vẫn còn bất cập, nhất là tại khu chung cư cũ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại đây. Sau đây là phản ánh tại địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy hỏng hoàn toàn, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố không có. Người dân trồng cây cảnh để xích đu cản trở lối thoát nạn, che chắn cả tủ đựng bình chữa cháy. Đó là thực trạng của chung cư Hưng Phú, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Chung cư này được xây dựng cách đây 20 năm. Tuy nhiên do không có kinh phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, nên đến nay hệ thống này đã bị tê liệt, không sử dụng được. Mặc dù ban quản trị chung cư đã cố gắng khắc phục một số hạng mục như sử dụng hệ thống nước tự chảy từ trên mái xuống, tuy nhiên áp lực nước không đủ đảm bảo để chữa cháy. Về cái công tác phòng cháy cháy trước đây thì rất đầy đủ, nhưng quá trình nó quá lâu rồi, cho nên là cũng đã có một số thiết bị nó đã rỉ sét và nó hư. Cái về việc bảo trì thì ở đây nó không có tiền bảo trì, cho nên về cái thu phí để mà phòng cháy cháy thì không thu được, mà chỉ thu được tiền vệ sinh rồi là tiền bảo trì hành lang rồi là bóng điện bóng nước thôi. Thành phố Nha Trang có khá nhiều chung cư đã xây dựng cách đây hàng chục năm. Đặc điểm chung của chung cư cũ trên địa bàn là không có kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy. Do đó, theo thời gian, tất cả đã hư hỏng, xuống cấp. Các hệ thống thiết bị là hầu như là đối với các cái chung cư là bị hỏng và không duy trì, đưa vào thường trực kinh phí để mà mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Đối với các chung cư là không có nguồn kinh phí. Thứ ba là kinh phí để duy trì các cái hoạt động phòng cháy cháy, bảo trì, bảo dưỡng là không có. Để đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cách thoát nạn, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay cho cư dân sinh sống tại các chung cư. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cần phải luôn nêu cao ý thức, tự phòng, chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị kiến thức cơ bản về thoát nạn khi có sự cố cháy nổ để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và gia đình.